Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Đây rồi, thầy bắt đầu sử dụng quả ulti này. Chia sẻ cho thầy đi. Ôi rồi ôi, đau thế nhở. Hello, xin chào anh em nhé. Trong video trước thì mình cũng đã lên được VIP 8 rồi. Thì hôm nay mình sẽ cố gắng là mua nốt để lên được VIP 9 anh em ạ. Và khi mà lên được VIP 9 thì mình có một cái đặc quyền nữa là mua được một cái dương này. Và sẽ ra để em Gojo hoặc là Toji đặc vụ. Đó, mình thì mình đang muốn test em Gojo ấy. Thế cho nên là mình sẽ up luôn nhé. Hiện tại là mình đang có 2060 trên 3000 điểm VIP rồi. Mình sẽ mua luôn anh em ạ. Ở đây mình thấy có một cái gói phúc lợi này, một công đôi việc này, cái gói như nguyệt này, mình thấy có 1000 ruby thì mình sẽ sở hữu được một trong những vị tướng hiếm, ví dụ như là Toji này, Hana, đặc biệt là vị tướng Hana này cũng rất là xịn nha. Đó, và 12 cái vé thẻ chiêu mộ hội viên nữa. Ok, thì mình sẽ mua luôn cái gói này. Đó, 50 cái vé chiêu mộ nữa này, ngon này, thế là hợp lý đấy anh em ạ. Chiêu mộ thêm tí à. Trong lúc chờ đợi xem có vị tướng là xịn xò không. U là trời. Ui ơi, panda. Thêm nữa xem nào. Lại Toge. Và ôi, Nanami đặc vụ này. Thế là em này là em thứ 3 trong đội hình của mình rồi đấy. Ui, Choso này. Ngon, tích cực quay tay. Cái gì nó cũng ra hết anh em ạ. Ôi, được nhỉ. Ui, Utaime luôn này. Oh man. Được nhỉ, tỷ lệ nó cũng ổn áp đây anh em ạ. Ai xài, quá ngon luôn. Lên VIP 9 anh em ơi. Đây, VIP 9 của mình nhá. Thì mình sẽ mua cái đặc quyền VIP 9. Nó rất chi là ok la luôn á. Rồi, thế là có thêm 5 cái thẻ chiêu mộ hội viên câu lạc bộ nữa. Rồi, chiêu mộ thử xem nào. Câu lạc bộ. Xem ra vị tướng gì xịn đó mình em nhá. 18 à. Thì chiêu mộ X10 một phát thôi. Mahito luôn. Ngon nhở anh em, nhận được đấy. Nhân phẩm của mình thế là cũng được ở đây anh em ạ. Đây, còn bây giờ thì sẽ vào cái nội dung chính. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là em Gojo. Mình rất là thích em Gojo luôn á. Sở hữu luôn. Wow. Xịn xò con bò đấy anh em ạ. Được. Còn ở đây là có một cái dương mình có thể lựa chọn Sukuna này, Kenjaku mây tử thần hoặc là Sukuna Heian. Để cứ từ bình tĩnh. Đây nó mình có thể là sở hữu được Sukuna này. Dương này thì mình có thể chọn được Toji đặc vụ này. Ok. Ở đây mình vào ghép nhanh trong phần mảnh để xem được những vị tướng gì nữa nhá. Ơ, mình ra thêm một em ấy nữa này, Mahito này anh em. Ảo. Có 75 vé ghép phát lại ra thêm em Mahito nữa. Đẻo thực sự luôn ạ. Này, anh em nhìn thấy này, với cái em Mahito mà mình vừa sở hữu được phát là cái đội hình hủy diệt hoàn toàn của mình này là có thể full và chơi được rồi nha anh em. Úi, ok đấy. Và chưa hết đâu anh em ạ. Đội hình giới hạn vô cực của mình thì cũng đã đủ rồi đấy. Về số lượng là đủ rồi. Nhưng để nâng cấp cho nó lên sao số thì còn từ từ, bình tĩnh, nâng dần dần anh em nhá. Đây rồi, Gojo nha. Thế này thì sẽ nâng cấp tướng lên thôi. Ok. Lên luôn. Thằng bậc lên nào. Tiếp tục này. Ây à. Rồi. 80 này. Tăng bậc tiếp. 100. Ui, may quá, vừa đủ anh em ạ. Đấy rồi. 3 phôi này, ui thật chết rồi. Mình quên mất đây anh em ạ. Phải đi khóa tướng cái đã. Không là tầm này là lớ ngớ là quánh nhầm ngay đấy. Ví dụ như là đấy, khóa Yuki lại này. Đây nữa này. Tiếp tục em này. Em này level 100 rồi đúng không? Khóa được này. Em này là phải khóa lại này. Đấy. Tiếp theo. Cơ bản là nó trong cái phần giao diện mà tăng sao nó không hiện ra mấy cái chữ re ấy. Thì ở giai đoạn đầu nó hơi khó phân biệt tí. Không, em này đừng khóa để mình làm phôi này. Em này thì phải khóa này. Tiếp tục khóa tiếp này. Rồi, đặc biệt là bên này em còn con nào hiếm được không? Ô, đây nữa này, Mahito này. Khóa lại luôn. Chò chắc cốp. Khóa lại luôn này. Hết chưa? Rồi, yên tâm để nâng sao rồi anh em ơi. Đặt nhanh luôn. Ok, tăng sao. Wow, lên 6 sao rồi.
phê quá. Quỷ, bốn em đúng không? Đặt nhanh luôn. Tăng sao? Ui sai. Oai, một em 6 sao nữa đúng không? Rồi, phòng thí nghiệm dị năng này. Đây, có em nào lên được 6 sao không? Trời ơi. Hanami, thiếu em gì? À, thế đây ghép em này luôn, hợp lý quá. Chọn luôn này, ghép. Uầy, đỉnh của nó anh em ơi, Hanami nâng cấp lên 6 sao luôn này. A phôi này, ok, đặt nhanh luôn. Ghép. Lại tiếp tục là nâng sao. Ô, nhưng mà bị hết cái đá rồi anh em ơi. À, ở trong phần tháp thần của mình sẽ có thêm nhá. À, đánh hai ải nữa là ok đấy. Cho này vào này, cho luôn này vào này. Cho nó chất này. Đi đánh đấm cho nó dễ luôn. Một ải. Tiếp tục là ải sau này. Tiêu chiến thế nào? Ải thứ hai, ok, thế là đủ đấy. Vừa đủ để nâng cấp sao cho nó lên 8 sao anh em nhá. Đây là bồi dưỡng này. Tiếp tục 1, 2, 3 4, 5, 6 lên. Trời, skill lên level 3 luôn. Ui giời, ngon luôn anh em ạ. Lục nhãn công tăng 40% rồi. Bạo tăng 15%, sinh lực tăng 20% nha. Skill đảo ngược gây cho tướng 2 chiếc phê đình 115% sát thương vật lý và 30% sát xuất khiến một búp biến thành xuất huyết. Ai, mỗi một tướng phe hủy diệt trên trận sẽ giúp lần công này bỏ qua 3% thủ. Uầy, được nhỉ. Mỗi hiệp giảm năng lượng, mỗi hiệp giảm sinh lực bằng 15% công, duy trì trong vòng 2 hiệp. Cày thế nhỉ, càng đánh càng khỏe anh em nha. Lục nhãn hư thức tử gây cho tướng địch 600% sát thương vật lý luôn, vãi cả trưởng ạ. Sát thương do toàn bộ tướng địch trên trận chia đều, sát thương đơn thể không chia quá 4 lần công. Uầy, được nhỉ. Tức là nếu như mà có nhiều kẻ địch thì nó sẽ chia, nhưng mà càng về sau khi mà kết liễu được dần dần rồi á thì nó sẽ, ví dụ như có một em thôi 600% sát thương thì thôi rồi, lượng ơi lượng khỏe thế. Thuật phản chuyển này, mỗi lần tấn công có 20% xóa một debuff cho tướng phe ta, chuyển hóa thành vô hạn. Mỗi khi chuyển hóa vô hạn thì công cá nhân tăng 5%, tối đa cộng dồn 5 tầng, tức là có thể cộng dồn được lên đến 25%. Wow. Khi sinh lực bản thân dưới 50% hoặc lần đầu bị khống chế tự động xóa. Ây à, ghê vậy. Căng nhở. Wow. Khi tướng này tham chiến toàn bộ tướng đội hủy diệt phe ta, công tăng 5%. Wow. Đỉnh cao của thầy Vozo luôn ạ. Trang bị thêm cho thầy tí nhỉ. Rồi. Thủ à. Con này lại tăng thủ à. Tăng công tí cho nào. Nhanh nhẹn, sinh lực. Thế thì mình chọn cái nhanh nhẹn, đánh trước còn hơn. Đó. Trang bị cho Yuki tí cho nào. Oh, cái này là nâng cấp. Ok, bây giờ mình sẽ đi test thử sức mạnh của thầy Gojo anh em nhá. Chiến đấu thử xem nào. Bỏ hai em kia đi, cho nguyên thầy và xem thầy đánh đấm ra làm sao đây. Nhưng cơ bản là thầy đang bị thiếu cái thuốc đột phá cho nên là chưa nâng cấp được lên level anh em ạ. Nhưng không sao, skill level cao thì cũng cứ là ổn áp thôi. Ồ, oh, rồi. Ai à, ai à, chưa đau, chưa đau. Megumi, rồi luôn, thằng đệ tử của mình mà, không có gì cả anh em ạ. Đây rồi, thầy bắt đầu sử dụng quả ulti này. Chia sẻ cho thầy đi. Ôi dồi ôi, đau thế nhở. Không thể tin được, căng vậy. Xin sát thương gây ra khủng khiếp quá anh em ạ. Ồ, cố lên nào, để thầy ulti một quả phát là lụm lúa với thầy ngay này. Trời ơi, nhưng mà nhanh nhẹn của thầy hơi thấp nha. Tốc độ của thầy thấp quá cho nên là toàn đánh sau thôi. Ok, mấy thằng quỷ sứ này. Ây da, nó có hồi máu anh em ạ. Không sao, cứ hồi đầy máu đi, để xem ra là một ulti của thầy có thể kết liễu được tất cả cái bọn này luôn không anh em nhá. Rồi, kích nộ cho thầy đi. Kích nộ cho thầy đi. Rồi, thằng đệ tử kích nộ cho thầy. Ok, đến lượt thầy đây. Liệu rằng, liệu rằng. Ôi ôi ôi, vãi trưởng thật. Dã man anh em ạ. Khủng khiếp quá. Nếu như mà thế ạ thì nó ulti chỉ với một mục tiêu thì thôi xác định luôn anh em ạ. Không ai có thể chống đỡ nổi sức sát thương của thầy đâu. Căng đét với thầy luôn á.
được của thầy luôn á. Thầy đỉnh, thầy đỉnh, thầy đỉnh, thầy đỉnh. Uầy, thế này là với bộ ba này là mình đi càn quét ải là ngon lành rồi đấy. Cố lên, sẽ kiếm thêm cái đá tăng bậc để có thể là nâng cấp level cho thầy, all in vào thầy luôn nha. Đấy, bắt đầu thầy khỏe đấy. Bỏ qua. Rồi, anh em thấy sức mạnh của thầy như thế nào thì có thể để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nhá.